đã trở lại với cái kênh xe của mình. Thì ngày hôm nay mình lại có một chiếc xe tải cũ với thương hiệu của nó là Fuso Canter 6.5 phiên bản thùng kính, thùng dài 4m350, muốn mang đến cho anh em quý hàng cùng các bạn. Với tải trọng của nó là 3,4 tấn, chạy bằng B2 được nha anh em quý hàng cùng các bạn. Thì con xe này với cái nước sơn màu trắng và phiên bản thùng kính rất là đẹp như thế này. Đấy, xe sản xuất 2019, nhà sử dụng đến 2044. Xe thì mới sử dụng được 1 năm thôi. Nói chung là độ zin và độ bền của nó thì khỏi phải nói, trong cái dòng xe Fuso rất là chất lượng luôn các bạn. Thùng rất là đẹp luôn, thùng kính 2 cửa sau và có cửa hông nha. Thì cái dòng xe Fuso thì nó cũng rất là quen thuộc với anh em quý khách hàng và các bạn rồi. Về cái chất lượng cũng như là mọi thứ cho con xe này. Thì xe này thì nếu anh em quý hàng các bạn nếu yêu thích xe này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại 0937965342. Đó, cái thùng được một cái sàn inox dập sóng luôn nè. Đó, được một lớp ngoài là inox nhưng mà cái sàn được cái sàn inox dập sóng khá là tuyệt vời luôn. Đấy, thùng thì thùng một lớp thôi, khung xương sắt thôi. Đó, một chiếc xe tải cũ với thương hiệu Fuso sản xuất 2019. Xe này thùng là 1m8 mấy chục và chiều cao của cái thùng là 1m8 30 nha. Đó là thông số kích thước cơ bản của cái thùng xe này. 4m3 50 là chiều dài, chiều ngang là 1m8 mấy chục và chiều cao là 1m8 30. Đấy, một cái thùng tiêu chuẩn của bên nhà máy Trường Hải đóng. Thì cái dòng xe Fuso bây giờ là nhà máy Thaco Trường Hải độc quyền phân phối và sản xuất cái dòng xe Fuso này. Đó, Fuso Canter 6.5 phiên bản thùng kính như thế này rất là đẹp. Thì con xe này bên mình em rao bán cho anh em khách hàng của các bạn là 560 triệu có thương lượng nha. Một chiếc xe tải mới sản xuất 2019 đó, mới đi được 1 năm thôi. Thì con xe này nếu anh em bây giờ mua mới 2020 thì nó rơi ra đâu là khoảng 6 trăm mấy, thì rất là tiết kiệm cho anh em gần cái 100 triệu, hơn cả 100 triệu. Cầu rất là lớn luôn, khung gầm rất là cao. Bánh nó thì bánh là đường kính mâm của nó là 16 inch, giờ vỏ là vỏ 7 inch. Đấy, thì cái thùng này thì mình cảm thấy rất là đẹp. Đó, thì xe nó có cái van thoát nước này, cái thùng điều đặc biệt là được cái thùng sàn của nó thì sàn inox dập sóng rất là bền. Nội thất ghế 3 chỗ ngồi nè, đó, ghế cũng bọc nỉ nè. Đó, nội thất cũng còn rất là zin, rất là đẹp, máy lạnh sẵn theo xe. Nói chung mọi thứ trong con xe này thì mình cảm thấy rất là zin, rất là đẹp để anh em đầu tư kinh doanh một con xe lướt như thế này. 6 số tiến, 1 số lùi, cái cần số nằm ngay trên cái táp lô luôn, cho mình tiện đi lại giữa ở bên lái và bên phụ luôn, rất là tuyệt vời. Đấy, nội thất rất là xịn sò, qua biên rất là rộng rãi. Nói chung là xe đi rất là ít, thì cho nên bây giờ nó sản xuất 2019 thì coi như xe siêu lướt rồi, nên chất lượng và độ bền thì không có gì phải bàn cãi. Với cái xe này chỉ là về phần giá cả thôi, thì 560 có thương lượng cho anh em quý hàng cùng các bạn về cái phần giá cả. Đấy, một chiếc xe Fuso rất là đẹp như thế này. Đấy, sản xuất 2019. Thì xe này cái kích thước tổng thể của nó là 6m220 và chiều ngang là 2m và chiều cao là 2m9 nha. Đó là phần kích thước tổng thể của nó. Tổng khối lượng toàn bộ của xe này là 6,4 tấn. Đó, động cơ của nó là động cơ Mitsubishi với dung tích của nó là 2,99 lít. Đó, Mitsubishi Fuso 2,9 lít và công suất của nó là 107 kW trong turbo bằng 2. Đó, cái công suất rất là lớn, máy rất là khỏe. Với cái dòng xe Fuso này cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu, tiêu chuẩn khí thải Euro 4. Đó, thì có máy lạnh sẵn trong xe. Xe này thì cái đầu cabin nó được nằm ở phía bên phụ nha các bạn. Xe cái Fuso Canter thì nó sẽ ngược lại với những cái dòng xe tải khác là cái phần mà mở nắp cabin, dở cái đầu cabin lên, nó nằm ở phía bên phụ là bên lơ đó các bạn. Đó, rất là đẹp, thiết kế máy móc rất là đẹp. Mitsubishi Fuso máy rất là khỏe luôn. Đó, động cơ rất là mạnh. Với cái dòng xe Fuso này thì cái động cơ nó rất là khỏe, rất là mạnh, cũng như là phần chất lượng nó cũng rất là bền. Đó, do nhà máy Thaco Trường Hải độc quyền phân phối cái dòng xe tải Fuso Canter này. Nếu anh em khách hàng mua cái dòng xe này cứ liên hệ trực tiếp với mình thì số điện thoại 09796342. Còn thủ tục hỗ trợ vay ngân hàng trả góp bình thường nha anh em. 560 phiên bản thùng dài 4m3 và tải trọng 3,4 tấn, chạy bằng B2 được. Thùng dài 4m3 tải trọng 3,4 tấn, 2019.